một người phụ nữ Brazil 65 tuổi đoạt giải Hoa hậu cao niên tên là Sao Paulo. Bà Eugenilda Menezes, 65 tuổi, người Brazil, đã chứng minh rằng ở bất cứ lứa tuổi nào, người phụ nữ cũng có thể trở thành một nữ hoàng sắc đẹp. Khi bà được trao vương miện, người phụ nữ lớn tuổi đẹp nhất ở Sao Paulo vào hôm thứ Năm. Tất cả những người được vào vòng chung kết đều là cư dân của Sao Paulo ở độ tuổi trên 60, tranh tài với nhau trong một cuộc thi sắc đẹp hàng năm do cơ quan y tế của tiểu bang Sao Paulo tổ chức nhân ngày lễ mẹ vào Chủ nhật tới đây. Thí sinh nhỏ tuổi nhất năm nay đã 60 tuổi và lớn nhất là 87 tuổi. Người tổ chức cuộc thi, ông Anilton Guedes, thuộc Viện Chăm sóc Y tế Người Cao Niên Polista, cho biết sự kiện này là một cách để những người phụ nữ cao niên cảm thấy mình còn đẹp, còn mạnh khỏe, còn yêu đời, vẫn còn có thể tìm kiếm một người bạn trai nếu họ muốn. Hơn 200 ứng cử viên đã ghi danh tham dự cuộc thi, nhưng chỉ có 25 người được chọn để tranh tài vào hôm thứ Năm. Đây là lần thứ 10 sự kiện này được tổ chức và có vẻ như ngày càng trở nên phổ biến với số người ghi danh đã gia tăng 67% so với 2 năm trước đây. Ở tuổi 87, bà Maria Fernandez là thí sinh lớn tuổi nhất năm nay. Nhưng bà nói cuộc thi sắc đẹp này làm cho bà cảm thấy trẻ trung. Bà nghĩ rằng tất cả mọi người phải tận dụng cuộc sống càng nhiều càng tốt trong khả năng của mỗi người để có được hạnh phúc. Bà rất hạnh phúc khi được tham dự cuộc thi và bà cảm thấy mình giống như một cô gái 20 tuổi. Các thí sinh đã diện 2 lần trong những chiếc áo dạ tiệc đẹp nhất của mình, trình diễn trước ban giám khảo và một đám đông người ủng hộ với những tràng pháo tay liên tục. Ban tổ chức có giải thưởng cho người có nụ cười đẹp nhất, người sang trọng nhất, người đẹp nhất, người hòa đồng nhất và còn có giải thưởng cho người e thẹn nhất. Người giành được chiến thắng năm nay, bà Eugenilda Menezes, 65 tuổi, đã rất ngạc nhiên khi nhận được vinh dự này. Bà nói các thí sinh đến đây để nhảy múa, để vui chơi, để trưng diện và họ đã thành công. Bà thật sự xúc động khi biết mình được thắng giải. Được bạn bè mệnh danh là Bobby, bà Menezes là một người mẹ của 2 người con và bà cũng có 2 cháu trai.